Xin chào các bạn nhá. Mời các bạn đến với đám cưới vùng cao nha các bạn nha. Đám cưới vùng cao rất là đông vui và tấp nập các bạn ạ. Ăn thâu đêm suốt sáng luôn. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi vào khu không gian ẩm thực xem chỗ cưới vùng cao hôm nay có những món gì nha. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây, đây các bà đây. Mấy lúc đầu đã cứ tưởng họ làm xong về nhưng mà không phải đâu. 4 quân thôi, không chỉ 5 quân này không chơi được. Món canh à? Canh. Tắm. Ê, nhảy vào tắm thoải mái nhỉ? Chưa lật à? Tí là xem món đây à anh? Khu vực ẩm thực. Đấy. Hết cơm rồi. Ui cái cơm cháy này mới ngon này nhỉ. Cho cái quần mới. Quần mới. Cháy bây giờ chưa có chấm chưa. Ăn xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý. Đấy, chúng ta quay dàn chân dài trong hôm trường cưới để gia đình họ nhà gái chúng tôi được chào đón toàn thể quý vị. Sự hiện diện của toàn thể quý vị chính là niềm vinh hạnh và tự hào lớn. Đấy, đối với gia đình chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Toàn chân dài thôi. Dạ vâng, và ngay sau đây trên sân khấu tình yêu của chúng tôi xuống này, lúc này sẽ là chương trình văn nghệ để chúc mừng cho lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Thu Viên và chú rể Duy Đại. Mở đầu chương trình xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Thuyền Hoa.
miếng thịt to, hai bé bảo kiến sĩ. Thịt nướng đây à, cái này thì cho vào thằng cố hết à? À anh điện bảo Nhung hộ em về để lúc vào đây mất cầm cho mấy quả sáng rồi. Mắm cuốn. Đánh trừ thì rất là quá. Món này là làm món gì đây anh? Thằng cố á. Thằng cố à? Thằng cố lợn. Thằng cố lợn đấy. Chết rồi. Chúng ta làm cho người chiêu này. Chân thấy xong cái rửa lại. Ơi thằng cố đấy. Tất cả lòng trâu, lòng bò, lòng lợn cho hết vào một nồi. Thằng cố của thầy Tân Quang ấy. Chống thiến ạ. Ừ. Đây thiến ạ. Làm chống luôn. Đây là làm nộm hả anh? Nướng tái làm nộm. Thịt lợn nướng tả, chắc nướng tái rồi. Bởi vì làm nộm mà. Đây đầu bếp đây. Nướng tái hay nướng chín? Đi đây. Lại quay à? Máy kia đâu? Tí thịt nướng. Đĩa thừa đấy nhá. Đủ 6 miếng. Tiếp trưởng được kiểm bát canh à.
chào toàn thể quý vị thân mến. Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội trổ cành xanh lá, nước có nguồn, nước đã trở thành sông sâu. Cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay, đó chính là nhờ sự vun vén của đôi bên gia đình. Ngay bây giờ xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai và bác trưởng đoàn đại diện cho phái đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái sẽ cùng bắt tay nhau trở về khán đài sân khấu. Xin trân trọng kính mời hai bác. Một thời gian quen biết và tìm hiểu đã chính thức về thưa với mẹ cha, trước là dặm ngõ, sau là kết hôn. Và cho đến ngày hôm nay, một đám cưới long trọng được tổ chức tại gia đình nhà gái. Gia đình nhà ông Lý Văn Chiến và bà Lê Thị Hoa, trú tại xóm 2 thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Dạ vâng, ngay sau đây, xin trân trọng kính mời song thân của chú rể Duy Đại sẽ trở về khán đài sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông bà. Xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Hào và bà Bàn Thị Minh là song thân của chú rể Duy Đại sẽ trở về khán đài sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông bà. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, giờ phút long trọng này với sự có mặt đông đủ của quan viên hai họ của đôi bên gia đình thì chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn của cô dâu Thu Uyên và chú rể Duy Đại sẽ chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị, hãy cùng chào một tay thật lớn nha. Vâng, và sau đây thì xin mời